Một vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn cực kỳ hầm hố. Một màn hình 2K tần số quét cao, pin trâu hay là bộ vi xử lý cực kỳ mạnh mẽ. Thì đây, mình xin giới thiệu với mọi người laptop Lenovo Legion Slim 5 2023 với mã là 16IRH8 sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Vũ và mình là Score. Nhắc đến laptop gaming, anh em sẽ nghĩ ngay đến những chiếc laptop có vẻ ngoài cực kỳ hầm hố đúng không? Nhưng Lenovo Legion Slim 5 2023 lại mang đến cho chúng ta một vẻ ngoài rất là thanh lịch và sang trọng. Với tổng thể được làm bằng kim loại cho nên anh em có thể đảm bảo về độ bền của chiếc máy. Đó, các góc cạnh thì được bo một cách vuông vức, tạo cho anh em một cảm giác cực kỳ nam tính và mạnh mẽ. Hệ thống tản nhiệt cũng là một điểm cộng trên con máy Lenovo này khi nó được trang bị Legion Comfort 5.0, bao gồm hai quạt tản nhiệt và các ống đồng có kích thước lớn. Các luồng không khí cũng được lưu thông tốt hơn với hai khe ở bên hông và hai khe ở đằng sau. Chiếc máy này còn được trang bị công nghệ giảm ánh sáng xanh, giúp cho mắt của anh em không bị mỏi khi chơi game trong thời gian dài. Chiếc webcam Full HD ở đây thì tha hồ côn video với người yêu luôn. Hơi đặc biệt khi cần gạt bật tắt thì nó sẽ ở bên hông nhé. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể mở cái màn hình này lên đến 180 độ lận. Bàn phím full size với 4 vùng LED RGB rất đẹp, hàng trình phím sâu cùng với độ nảy cao cực kỳ phù hợp với anh em game thủ. Các cổng kết nối thì hầu như được cho ra hết đằng sau, cực kỳ tiện lợi, bao gồm hai cổng USB 3.2 Gen 2, một cổng HDMI, cổng nguồn cũng như là cổng mạng LAN. Còn ở bên cạnh, chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-C 3.2 cùng với một jack cắm tai nghe 3.5mm. Về cấu hình, chiếc máy này sử dụng CPU Intel Core i7 13700H mới nhất với 14 nhân và 20 luồng xử lý, đáp ứng được hầu hết các tựa game hiện có trên thị trường. Anh em còn có thêm 16GB DDR5 với bus RAM lên đến 5200MHz, SSD 512GB M.2. Bên trong còn có một khe cắm M.2 để cho anh em có thể nâng cấp nữa nhé. Cùng với đó là card RTX 4060, con card này cực kỳ tiết kiệm điện khi mức tiêu thụ TGP của nó chỉ là 125W mà thôi. Còn bây giờ hãy cùng mình test game trên con máy này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với tựa game đầu tiên, đó là PUBG PC. Khi ở sẵn thì chúng ta sẽ có một mức FPS khá là ổn định với khoảng 180 FPS. Chúng ta sẽ tăng tất cả cái đồ họa lên mức Ultra để xem thử con máy này có chịu đựng nổi không nha. Và khi nâng đến mức setting Ultra thì chúng ta vẫn có một cái mức FPS khá cao là 200 đến khoảng 230. Và đây là lúc mà tôi đã đáp xuống dưới mặt đất rồi. Mức FPS của tôi nó ổn định ở khoảng 120 đến khoảng 140. Nhiệt độ của CPU và GPU thì cũng không quá cao ha, chỉ khoảng tầm 70 cho đến khoảng 75 độ thôi. Đến với tựa game tiếp theo, Apex Legends, thì anh em có thể thấy chúng ta có một mức FPS khá là ổn định với khoảng từ 115 cho đến khoảng 130 FPS. Và tôi đã bật max setting đồ họa rồi nha. Cùng với đó, với 100% GPU thì nó cũng chỉ ăn khoảng 60 đến 65W điện, nhiệt độ cũng khoảng chưa đến 70 độ nữa. Và sau khi test hai game PUBG và Apex Legends ở mức setting full đồ họa thì anh em có thể thấy cái mức tiêu thụ điện cũng như là cái nhiệt độ của con GPU cũng như CPU của máy này nó cực kỳ thấp luôn, không vượt quá 80 độ luôn. Chỉ với 39.190.000 mà anh em đã có một con máy với card đồ họa mới nhất, con chip đời mới nhất, còn chần chừ gì nữa mà không đến ngày Phong Vũ và sắm ngay con máy này nào.